Chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, rất nhiều chung cư ở Hà Nội có lan can không đủ chiều cao quy định và không có lưới chắn an toàn. Các ô thoáng không có lan can sắt để bảo vệ và hệ quả là đã xảy ra nhiều vụ trẻ nhỏ rơi từ tầng cao chung cư xuống thiệt mạng. Điều này vẫn đang sóng lên hồi chuông về sự bất cẩn của người lớn và độ an toàn của lan can, ban công, cửa sổ tại các chung cư và trong chuyện tối nay ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay ông Nguyễn Minh Tuấn chuyên gia về quản trị và quản lý tòa nhà, phó chủ tịch câu lạc bộ bất động sản Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Và lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã đến trường quay của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho ông đó là những rủi ro từ các tòa nhà chung cư tại các tòa nhà chung cư cao tầng, đặc biệt là với trẻ nhỏ thì luôn tiềm ẩn và trên thực tế thì cũng đã xảy ra rất nhiều những vụ việc đau lòng. Vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào về những cái vấn đề này ạ? À, đúng như chị chia sẻ, đúng là trong cái thời gian gần đây ở các cái tòa nhà chung cư hoặc nhất là những khu đô thị lớn, kể cả khu đô thị lớn thì các thảm họa về các trẻ em mà có thể nói rằng là là từ trong khu vực nhà chung cư dóng lên hồi chuông rất nhức nhối. À, tôi đơn cử là những cái trường hợp mà trẻ nhỏ ví dụ như rơi từ trên tầng cao xuống thực sự quá khủng khiếp, năm nào cũng có như vậy tất nhiên là cũng có những cái thời điểm có những cái năm ví dụ như tôi nhớ không nhầm thì đâu đó khoảng năm 21 22 gì đó ở chỗ một chung cư ở phố Nguyễn Huy Tưởng. Đấy thì một thanh niên đã coi đỡ được cháu bé 3 tuổi. Thế nhưng đấy trường hợp đấy thực sự là là hi hữu. Còn lại đã rơi xuống thì chắc chắn là, là rất thương tâm đau lòng. Đấy ở trong và và rất nhiều các cái vấn đề khác trẻ nhỏ ở trong nhà chung cư, với trong thang máy hay là trong khu bể bơi nói chung là trong cái cộng ở trong cái khuôn viên của một uh, khu đô thị hay một tòa nhà riêng lẻ chung cư ở Hà Nội cũng như trên tất cả các địa bàn uh, đất nước của chúng ta. Vâng, và mặc dù đã có rất là nhiều những cảnh báo cũng như là những bài học nhãn tiền rồi và có những cái vụ việc thương tâm uh, thậm chí là chúng ta đọc ở trên báo uh, hầu như là ai cũng biết đúng không ạ? Trên các phương tiện ừ. mạng xã hội, nhưng mà tại sao là những vụ việc trên vẫn cứ xảy ra và nguyên nhân chính là do đâu thưa ông? À uh, như chị chia sẻ là đúng thực sự là những cái này nó xảy ra thường xuyên và mức độ đâu đó nó còn tăng dần lên nó nghiêm trọng hơn và đã được các cái phương tiện truyền thông của chúng ta chia sẻ rất nhiều, cảnh báo rất nhiều, tuyên truyền rất nhiều nhưng tại sao nó vẫn cứ như vậy? Thì tôi cho rằng cái này nó là cái sự bất cần uh, của chính uh, đương nhiên là của gia đình của của những cháu bé rồi. Uh, ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng về các cái uh, hàng rào về phạt pháp lý về liên quan đến vấn đề về an toàn uh, xây dựng trong các chung cư các khu đô thị đầy đủ về cơ bản tôi nghĩ rằng bộ xây dựng đã ban hành những cái tiêu chuẩn những quy chuẩn tương đối đầy đủ rồi rất đầy đủ rồi thế nhưng ở đâu đó ở sự bất cẩn của người lớn chúng ta bất cẩn của người lớn chúng ta uh, tôi đơn cử như là ví dụ như là uh, trong nhà chung cư mà coi như lại để những cái ở cái chỗ mà dễ mà gây ra những trẻ nhỏ uh, có thể ảnh hưởng đó vì ở nan can để những cái cây cối cao hoặc là những cái 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 kệ mà trẻ em có thể đứng ở đây đó được. Đấy hoặc là trong nhà ví dụ như những cái chỗ mà đun nấu hay là cắm điện chẳng đấy để trẻ em nghịch vào những cái chỗ mà 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 ổ điện chẳng Như vậy thì đây là do sự bất cẩn của của người lớn chúng ta. Và đặc biệt là tôi thấy rằng là bên cạnh việc bất cẩn thì chúng ta cũng phải có những cái sự giáo dục cho trẻ em Và biết được những cái tiềm ẩn nguy hiểm như vậy là như thế nào để cho các bạn nhỏ có thể tránh xa được những cái khu vực đó Và theo ghi nhận thì rất nhiều chung cửa Hà Nội hiện nay là không có cái lan can mà đủ chiều cao quy định và không có lưới chắn an toàn Các ô thoáng thì không có lan can sắt để bảo vệ và phải chăng là khi mà thiết kế xây dựng các cái tòa nhà chung cư chúng ta cần phải tính toán lại không ạ? Uh, như tôi nói ở trên thì thực ra là các cái tiêu chuẩn và quy chuẩn uh, Của xây dựng bộ xây dựng ban hành ý, thì về cơ bản là rất đầy đủ rồi uh, Thế tuy nhiên cái việc mà thực thi cái việc mà thực hiện cái việc xây dựng Rồi là trong quá trình mà bàn giao nhà đâu đó có thể là là, là là không đảm bảo Ví dụ như tiêu chuẩn trong quy chuẩn xây dựng Thì là quy định này ít nhất là nan can phải là cao tối thiểu mét 4 chẳng ạ Đấy mét 4 chẳng ạ Và khi mà ở các cái căn hộ mà Có trẻ nhỏ thì là giữa các cái 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 căn thanh thanh chắn thì phải là tối thiểu tối đa là không quá là là 10 cm ạ. đấy thì cái việc đó nếu chúng ta thực hiện tốt thì thì cũng sẽ sẽ đỡ được phần nào à, tuy nhiên là việc các ô thoáng ấy, ở đây nó có một cái mâu thuẫn như này thì cũng chia sẻ với cả chị tức là ở đây là cái việc mà bây giờ cái tình trạng mà để đảm bảo trẻ em như vậy thì ngày xưa ấy, thì có cái việc mà làm các cái chuồng cỏ nổ sắt bảo vệ nó rất chắc chắn đấy. Tuy nhiên bây giờ cũng hình hình chị hình dung rằng là cái việc mà cháy nổ bây giờ nó báo động quá rồi đấy. Thế như vậy đảm bảo đảm an toàn thì ảnh hưởng đến phòng chống phòng cháy chữa cháy, đấy. cứu nạn cứu hộ. Thế thì tuy nhiên ở đây cái việc mà mỗi gia đình của chúng ta mỗi gia đình có trẻ nhỏ thì có thể tự bảo vệ được đó là gì làm các cái nan can chắn mềm đấy, các sợi dây thép mềm để khi mà cần thiết thì vẫn có thể là là phá bỏ ngay được và nó đảm bảo được vẫn về mặt thẩm mỹ vẫn được đấy thì tôi nghĩ rằng cái cái này là 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 chúng ta vẫn để thực hiện được. Vâng và ở góc độ chuyên gia trong lĩnh vực vận hành hay là quản lý góc tòa nhà thì ông có thể chia sẻ một vài những cái giải pháp để chúng ta có thể giảm thiểu được những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra hay là chúng ta có thể đảm bảo được an toàn hơn không ạ? À, như tôi chia sẻ ở trên thì cái này chúng ta là à, mỗi gia đình phải tự bảo vệ tự trang bị cho mình à, nhất là nhà gia đình trẻ nhỏ thì các các ô thoáng các ô thoáng hay là ban công, lan công, ban công vậy, Thì tuyệt đối là chúng ta không cho bé trẻ nhỏ ra gần chỗ ban công Nó tạo ra cho trẻ nhỏ có thói quen rằng là ở độ cao đấy, tranh vinh đấy có sự an toàn Thì lâu ngày dần thì làm cho trẻ nhỏ sẽ có khi mà không có người lớn ở nhà Thì sẽ sẽ, sẽ xảy ra tình trạng là mất an toàn đối với trẻ nhỏ Rồi là cái việc mà các cái uh, khi di chuyển vậy, ở trong các tòa nhà chung cư hay khu đô thị hay nội khu thì chúng ta cũng phải 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 dặn trẻ nhỏ nhất trong thang máy không đi một mình vậy. Đấy. Hoặc là xuống uh, dưới tầng hầm thì cũng vậy. Đấy hạn chế và, và trẻ nhỏ đi một mình ở dưới tầng hầm và không đi lâu hoặc là ngồi trên xe để ở dưới tầng hầm lâu hoặc là kể cả chúng ta cũng phải khuyến cáo hoặc là chia sẻ trong những cái buổi sinh hoạt gia đình. Đấy để cho các cháu bé biết được là khu vực nào là khu vực nguy hiểm, khu vực nào là khu vực mất an toàn, là khu vực đun nấu, khu vực ổ điện, khu vực ban công và các cái phòng ngủ các đăn, các cái, cái cái cửa sổ mà không có uh, cái rào chắn đảm bảo, đấy thì có thể nói rằng là chúng ta phải hết sức cẩn thận và đặc biệt là ở trong các khu viên chung cư ấy, có một cái hiện tượng nữa là gì? À, nó cũng giống như là trường hợp mà trẻ nhỏ rơi ở trên ca, tầng cao xuống thì đâu đó ở một số chung cư khi mà chúng ta đi xung quanh ở dưới tầng 1, tầng trệt nha thì có rất nhiều các cái vật ở trên cao rơi xuống thậm chí là dao kéo rồi rất nhiều các cái đồ rơi xuống thì cũng phải 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 có chia sẻ những cái khu vực an khu vực toàn, an toàn đúng không? Và trẻ nhỏ không đi dưới đó. Dạ vâng và bên cạnh đó thì để đảm bảo an toàn nhiều ý kiến cũng cho rằng là cần phải đề xuất bổ sung quy định chủ đầu tư khi mà hoàn thiện và bàn giao cho người dân ở thì phải đảm bảo được cái lưới an toàn tại các khu vực lô gia, ban công hay là cửa kính. À, ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này và điều này thì có cải thiện được nhiều cũng như là có thể tăng được cái độ an toàn không ạ? À, tôi nghĩ cái về nội dung này cũng rất cần. À, khi mà chúng ta sẽ phải đưa vào quy định để làm sao mà khi chủ tư bàn giao nhà cho khách hàng thì phải có một cẩm nang hay là về cái, cái cẩm nang hướng dẫn cái việc mà sử dụng an toàn trong cái căn hộ của mình như nào đó để Đúng. tránh các cái cái việc thương tâm đáng tiếc xảy ra như trong cái thời gian vừa qua đặc biệt mà trong cái dịp hè này các con các cháu trẻ nhỏ ở nhà nhiều thì chúng ta cũng phải có những cái 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 hướng dẫn như vậy rất Đúng. là đáng tốt rất Đúng. quý Tôi nghĩ rằng đó cũng là một ý kiến rất hay bởi vì là mỗi một khu chung cư hay là mỗi một tòa nhà thì đều sẽ có những cái chức năng công năng riêng. Chính vì thế mà khi mà chúng ta đến ở thì cũng không thể nào mà có thể là à, quan sát được hết. À, nếu như mà có những cái cuốn cẩm nang như vậy thì cũng sẽ dễ dàng hơn và cũng có thể là à, đó cũng là những cái điều mà mình có thể dễ dàng chia sẻ hơn với những người trong gia đình của mình. Và ngoài ra thì theo ông là cần có những giải pháp đồng bộ như thế nào để chúng ta có thể hạn chế tối đa những rủi ro hay là hiểm họa cho trẻ tại các tòa nhà cao tầng hiện nay ạ? À, thì như tôi chia sẻ ở trên thì nếu mà nói về giải pháp đồng bộ thì rất nhiều đồng bộ kể về cơ chế chính sách của, của chính phủ, của bộ xây dựng nhưng tuy nhiên như tôi nói ở trên thì về cơ bản các cái quy chuẩn tiêu chuẩn của bộ xây dựng tương đối là cũng cũng là là tốt rồi, đầy đủ rồi. Thì còn cái việc các chủ đầu tư khi mà xây dựng thì cũng cố gắng sao bám sát đúng cái điều đó để tránh trường hợp rằng quy chuẩn là một 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 như anh thực hiện thực thi lại không đúng. Rồi thứ hai nữa là vấn đề về khách hàng hay là chủ ở căn hộ mà có con nhỏ khi nhận nhà thì chúng ta có phải hết sức lưu tâm đảm bảo vừa đảm bảo được cái việc an toàn nưới an toàn cho căn hộ mình nhưng cũng đảm bảo được cái vấn đề phòng phòng cháy chữa cháy cứu nạn các hộ khi xảy ra rồi cái việc mà chúng ta cũng là tuyên truyền huấn luyện cho chính con em mình cũng gia đình mình đấy không phải đối với trẻ nhỏ nữa kể cả với người lớn trong trường hợp khi phòng cháy cháy nổ xảy ra thì như thế nào đấy và đặc biệt nữa là cái vấn đề về 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 cái ý thức cộng đồng cũng nhắc nhở chung trong các cái căn hộ liền kề trong khu đô thị ở đâu đó thì các anh chị biết rằng là đều có các cái hệ thống mạng xã hội thì chúng ta phải chia sẻ để cùng nhau mà mà mà, mà thực hiện đúng, thực hiện nghiêm các nội quy đó thì hạn chế cái việc đó. Ví dụ như chúng ta nghĩ rằng là cái việc mà tự bảo vệ mình để con em mình khỏi rơi từ tầng cao xuống nhưng ngay bản thân khi chúng ta ở dưới tầng 1 thôi, tầng trệt thôi mà có vật trên cao xuống vậy thường xuyên ở cái nhà chung cư xảy ra thì cái đấy chúng ta cũng tuyên truyền chia sẻ trên các mạng cộng đồng, các mạng xã hội ở các khu đô thị, các tòa nhà riêng lẻ để làm sao cùng chung tay để làm sao khắc phục các hiện tượng đó. Vâng ạ, à, xin được cảm ơn ông với những ý kiến vừa rồi Và quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào và hẹn gặp lại